trường được lên cao đẳng từ năm 2009. Năm 2010 thì tuyển sinh cao đẳng khóa đầu tiên. Năm 2011 thì tuyển sinh cao đẳng khóa thứ hai. Và năm nay, năm 2012 thì là tiếp tục tuyển sinh cao đẳng khóa thứ ba. Và đồng thời năm 2012 nhà trường tổ chức là tuyển sinh liên thông bậc trung cấp chuyên nghiệp lên bậc cao đẳng chuyên nghiệp vào năm 2012. Và cái lớp học liên thông này đã tổ chức thi về, và cái số lượng học sinh sinh viên của nhà trường của các khóa về sau này tham gia thi liên thông rất là đông. Và nhà trường tổ chức tại ba điểm, điểm thứ nhất là tại huyện Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận, điểm thứ hai của huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng, và điểm thứ ba là Hải Dương. Và dự kiến khai giảng của lớp liên thông này thì bắt đầu từ 3/8/2012. Đó là tình hình về bậc cao đẳng, riêng về bậc trung học chuyên nghiệp. Về bậc trung học chuyên nghiệp thì năm nay nhà trường chúng ta tuyển sinh, bắt đầu tuyển sinh cái bậc trung học chuyên nghiệp. Và cũng xin thông báo các thầy cô cùng toàn thể các chị các bạn thì là năm 2012 thì nhà trường tuyển sinh khóa 37. Như vậy là so với các chị và các bạn ngồi đây thì là nói như các anh như anh Trần Thọ như anh Trung nói là nghĩa là chúng ta cũng có số có má rồi, cũng có số có má rồi. Và xin thông tin với các chị như vậy, sắp sắp bên cạnh một hệ cao đẳng chuyên nghiệp và cái trung học chuyên nghiệp thì nhà trường cũng đào tạo cái hệ cao đẳng nghề và cái hệ trung cấp nghề và cho tới sơ cấp nghề. Tổng diện tích của nhà trường hiện nay đang cố thủ, chúng tôi đang cố gắng giữ lại vỏn vẹn chỉ còn 6 hectare, còn 6 hectare. Thì 6 hectare so với thời kỳ của các chị là giảm rất nhiều, là giảm rất nhiều là chúng tôi biết. Nhưng mà so với các trường đại học và trường cao đẳng khác trong cả nước thì đây là một con số cũng đáng kể, và chúng ta vẫn tự hào là trường cao đẳng công nghiệp Tây Bắc Đông vẫn là mang những nét giá nhất của trường trung học kỹ thuật và dạy nghề năm xưa. Và các chị và các bạn tham gia học tập về đội ngũ các bộ giảng viên của nhà trường hiện nay là 115 người, trong đó đội ngũ giáo viên là 89 giáo viên, và giáo viên có trình độ sau đại học là chiếm tỷ lệ 52%. Hiện nay nhà trường đã có 5 em là giáo viên trẻ đang đi làm công tác trình, đang đi làm nghiên cứu sinh. Và cái hướng phấn đấu của nhà trường bắt đầu từ năm 2015 sẽ lập đề án để nâng cấp trường trở thành trường đại học. Và cái dự kiến để trường đã được đặt và đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt là trường đại học công nghệ và kinh tế Tây Nguyên. Thì đây là cái dự kiến của thị trường vào năm 2020. Xin thông báo nhanh với các thầy cô cùng các chị các bạn được biết là như vậy. Các em học sinh sinh viên đang học tại nhà trường xin kính chúc các thầy cô giáo được nhiều sức khỏe. Chúc các chị các bạn học sinh mở trường của học kỹ thuật công nghiệp Bảo Lâm ngay là trường cao đẳng công nghiệp Tây Bắc Đông được nhiều sức khỏe và thành đạt. Xin cảm ơn. Tôi được trân trọng cảm ơn các thầy cô thầy kiến. Cái điều này chúng tôi sáng lên sau khi tôi nghe cái thông tin này thì nó được rất quý. Các bạn chúng ta là khóa 37. Thế này có nghĩa gì? Trong 37 năm qua chúng ta sống, làm việc và sinh sôi nảy nở khá nhiều. Điều đó cũng nói lên là chúng ta kỷ niệm đến ngày 8/12 là 40 năm. Thì trong một hội nghị, trong giai đoạn ngắn thì không biết thế nào, nhưng mà chúng tôi có gợi ý cái đoàn của sông Bé cũ, tức là Bình Dương với Bình Phước phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh xin nhận tăng ca 2014, có được không ạ? Nếu được thì chúng ta còn tặng hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Nó tôi nghĩ rằng 2016 đến trở về trường thì đó là cái điều kiện tốt nhất. Và xin cảm ơn cái lực lượng của thầy. Chương trình bàn giao chưa thực hiện, cho nên lâu đồng với là người phát biểu thôi. Chúng ta còn phần hồi, vì vậy trước khi để làm một cái nhiệm vụ quan trọng là bàn giao cho cái đoàn sông Bé cũ, tức là Bình Dương và Bình Phước, thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý thầy cô, các anh chị và các bạn
thầy Lê Văn Phú cũng là một thầy có mặt đầu tiên ở tại trường của chúng ta. Hiện nay thầy đang sống và cùng cô Nhiên tại Ninh Thuận, là điện từ cho cựu học sinh trường nông nghiệp Bảo Lộc tại Ninh Thuận này. Trước khi làm công tác bàn giao cho lệnh đăng ký lần thứ 10, tôi xin trân trọng mời thầy Phú lên phát biểu ngắn gọn một vài ý kiến với các thầy cô và các thầy các cô và các em học sinh. Bây giờ chúng ta đồng nghiệp thì về phát biểu của thầy điểm của các thầy cô thì thầy Bá đã phát biểu cả trưởng rồi, thì tôi thì là thầy nhưng mà ở cái nhận biết thôi. Thì những cái là tổ chức của học mặt của học sinh của các khóa từ khóa 1 cho đến bây giờ là khóa 9 thì nói chung là tôi được vinh dự. Tôi nhớ lại cái thời kỳ ban đầu mà tổ chức lần đầu tiên là ở Ninh Thuận, ở Ninh Thuận mà trước khi mà chiêu đãi là các cái đoàn tổ chức của Ninh Thuận là mời các đại biểu là những cái học tính và trong đó cũng là con như vậy là những cái cụ khôi ra và trong đó trước cái những cái hộ đó là đề lại nhớ lại những cái thời kỳ mà khổ mà cực ở trong cái địa học trường và cũng như giữ những cái một học mặt cho đến ngày hôm nay là tổ chức ở Liên Bộ thì chúng tôi thấy rằng rất là phấn khởi và thấy rằng rất là đông đủ có những cái trường hợp mà cựu học sinh ở Bảo Lộc cái công tác ở Bắc Giang nhưng mà từ đến đây là năm thứ 9 mà chưa có bao giờ được hôm nay chúng tôi cũng thấy là có mặt và đông đủ của các cái em học sinh ở các nơi về được và những cái thầy cô giáo hoặc là yếu nghe đến thầy bác và đồng phát biểu là cái tay cũng hơi xung quanh rồi và tôi thì cũng năm rồi là tưởng là không cái lực lượng thế thì mình tặng các cái thầy các cô cũng là từ bộ chết trở về bị tai biến rồi hay là không để lại cái di chứng gì thì hôm nay đông đủ của các em thì đó là cái vinh dự mà chúng tôi thấy là rất phấn khởi. Tôi không biết những cái gì hơn là chúc các thầy các cô và các bạn các em học sinh là khỏe mạnh và thành thầy đạt. Thầy cô cuối cùng xin hết bắt đầu nghiên cứu như tôi giới thiệu ban đầu thầy nói là thầy Phú là người rất cảm ơn là có việc của thầy và lúc đó làm việc làm các em cũng hướng về thầy cô không được sao thầy cô cũng trong phần tiếp theo thì chắc có lẽ là phần này là phần cuối thì trước khi mà làm phần cuối thì trong cái hồi gợi ý của thầy thiết á thì nó có một cái số phần trăm của một số đoàn mà tôi gợi ý như là nó đã có bay 3% chưa được 5% thì ban tổ chức tôi có nhận như thế này thôi cứ vòng xoay tay cái xoay có nghĩa là năm 2014 vâng muốn trở về với lâm đồng cho các em học sinh người ta đã chuẩn bị đến 2014-16 thì lúc đó là trường tổ chức 40 năm là của trường thì mời các thầy cô cũng về điều đó thì các anh văn đoàn tại vì các bạn có một số ý kiến như vậy quý anh chị và các bạn cái việc mà tổ chức họp mặt truyền thống đây là cái tình nghĩa và cái tình cảm giữa các phụ học sinh và đối với các thầy cô của nhà trường đây là hết sức tự nguyện và hết sức tự giác cho nên theo chúng tôi nghĩ theo cái tiến chỗ thầy biết thì tôi nghĩ cái đó cũng rất là hợp lý nhưng mà nó có một vấn đề chúng tôi thấy thế này nếu 2016 nhà trường tổ chức kỷ niệm 40 năm và đón nhận quân chương đó là nhất đó là trình tự thủ tục và các cái nghi lễ của nhà trường thì rõ ràng là nói quyền đăng cai của Lâm Đồng sẽ có còn và như vậy sau đó tiếp tục Lâm Đồng đăng cai nữa thì tôi cho như thế thì nó rất là khó cho Lâm Đồng cho nên ngay từ đầu chúng tôi cũng đã có đề là 2014
đối với lần đầu là chúng tôi sẽ xin đăng cai, còn nếu 2016 nhà trường tổ chức kỳ thi 40 năm và đón nhận huân chương lao động nhất thì việc nhà trường mời thì tất cả các anh chị em có điều kiện là về tham dự và cái đó cũng là cái trách nhiệm và bổn phận đối với anh em chúng ta. Và tôi thay mặt đối với lần đầu tôi xin có ý kiến lại trong toàn thể trong các cuộc thông báo hôm nay, xin ý kiến và điều lệ cho người lời là không ý đến là mời anh cô Như đại diện cho ban cái thần mình thì dùng thịt đẻ được, vì vậy mời đến thần mời cả anh chị của các người chúng ta lên vào phần chuẩn bị, anh mời anh xin chúng ta cùng lên và xin mời các anh cùng lớp đồng nữa, xin mời anh tiếp lên. Nếu là cho tôi đeo đây thì tôi xin mời đại diện của anh Tông Nghĩa. Đây, cái này này, đứng tầm 7 đến 7 đây. Còn chưa phải dài lâu. Ơi vòng mê lưu luyến mong ai trong chiều, uống ngàn buông vẫn vương đóa hồng tình yêu. Ngày xưa đó chắp cánh ước mơ và khát vọng, sáng tinh khôi bài tình ca viết riêng tặng đời. Thời gian như dòng sông, nước cuốn trôi qua cầu. Có con nhỏ lặng lẽ bên sông sâu. Nổi trôi giữa bể dâu, mái tóc xanh ngày bạc màu. Về chuyện xưa mà ngỡ dấu chân chưa phải dài lâu. Thời gian
dòng sông, nước cuốn trôi qua cầu, có con đò lặng lẽ bên sông sâu. Thank you.
một chân đang đuôi à, cao lắm một chân đang đuôi, châu cũng một chân đang đuôi, anh Long cũng một chân, còn đó là cũng là nát luôn. Em mời cái ra đâu, làm cái đây không ta luôn, cái đó đổ đây. À, cái đổ đây thôi là đâu cũng là xe rồi. Tham gia phát biểu hôm nay là có thể tôi là em tạm